Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Dạo gần đây đi khắp cõi mạng, chúng ta sẽ dễ dàng thấy những meme về các anh liêm, những con người dù sống cả đời liêm khiết nhưng bị xã hội dè bỉu chê bai, bị gán cho những biệt danh chẳng lấy làm hay ho, bị những thế lực đen tối chèn ép và phải vùng lên đấu tranh, từ đó lại càng bị ganh ghét hơn. Trường hợp anh liêm tiêu biểu và có lẽ cũng là khởi nguồn của những meme anh liêm sau này là Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá. Nhưng tiếc cho anh bảy là anh sống cùng thời với Messi, một siêu cầu thủ cũng cực kỳ xuất sắc. Cả hai người đã cuộc cạnh tranh cá nhân được xem là hùng tráng nhất và cần tài cân sức nhất trong lịch sử bóng đá. Dù vậy thì gần đây anh bảy có vẻ đã không theo kịp người đồng nghiệp khi anh Messi đã cán mốc 8 quả bóng vàng và giành luôn chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina. Kể cả khi cuộc đua chưa ngã ngũ, thì ngay khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp thì anh bảy đã bị Giang Cư Mận gắn cho cả đống biệt danh chẳng có gì là hay ho, từ vua đệm lòng cho đến thánh đòi pen, chuyên gia vấp cỏ. Trong khi đó, fan của anh thì bày tỏ sự nghi ngờ rằng đã có sự giúp sức đến từ FIFA, khiến anh Messi vượt mặt anh bảy vì anh Messi trong cuộc sống ngoan hiền hơn, lành tính hơn và là người chồng chung thủy, trong khi anh bảy bị người ta gắn với hình ảnh ăn chơi phóng túng, thay bộ như thay áo hay thậm chí là bia. Trong khi những điều đó không thật sự chính xác và thật ra cũng chẳng liên quan gì đến sự nghiệp bóng đá của anh bảy. Kể từ anh liêm CR7 thì cư dân mạng tiếp tục phòng liêm cho nhiều nhân vật khác đến từ nhiều lĩnh vực khác, chẳng như anh Rau Vegeta trong chuyện Bảy Viên Ngọc Rồng, hay bác Leslie thí sinh của MasterChef Mỹ mùa 4, báo Tài Long trong cấu trúc Kung Fu hay Kai Ba trong chuyện Vua Trò Chơi. Thế giới con người là vậy và trong thế giới của khủng long cũng có những anh liêm mà có thể bạn chưa bao giờ biết. Chúng là những con khủng long nào và tại sao lại xứng đáng được phong liêm? Ngày nay hãy cùng Mê Khủng Long TV khám phá nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Anh liêm số 1, Irritator. Irritator là một chi khủng long thuộc họ Spinosauridae từng sống ở Brazil 113-110 triệu năm trước. Cho đến nay thì mẫu định danh của Irritator vẫn là hóa thạch hộp sọ nguyên vẹn nhất của các loài trong họ Spinosauridae được tìm thấy. Tuy nhiên, xui xẻo cho con khủng long này là chiếc hộp sọ hóa thạch của nó được tìm thấy bởi những kẻ buôn lậu. Những kẻ buôn lậu thì có quan tâm gì đến tính toàn vẹn của mẫu vật hay tính chính xác khoa học? Chúng quyết định sửa sang lại chiếc hộp sọ một chút sao cho coi được hơn trước khi ném bán. Chỉ đến khi chiếc hộp sọ này được chuyển tới Anh để chụp cắt lớp, những hành động phá hoại nghiêm trọng mới hiện ra rõ ràng, gây khó khăn cho các nhà nghiên cứu. Phải đến tháng 2 năm 1996 thì họ mới đưa ra kết luận cuối cùng rằng chiếc hộp sọ này là của một loài khủng long theropod thuộc họ Spinosauridae, có họ hàng với Spinosaurus. Do vẫn chưa quên cảm giác khi khám phá ra những phá hoại đối với chiếc hộp sọ, nhóm nghiên cứu của nhà cổ sinh vật học David McTeague đã quyết định đặt tên cho chi khủng long mới dựa trên chiếc hộp sọ là Irritator, nghĩa là kẻ chọc tức. Mà oan cho con khủng long là bởi nó có chọc tức ai đâu. Tự nhiên mấy ông thấy tức giận để đặt tên cho nó là kẻ chọc tức, bất kể nó đã sống một đời liêm khiết và trở thành hóa thạch cho mấy ông nghiên cứu như thế nào. Anh liêm số 2, Sacrolathus. Đôi khi nhầm lẫn của nhà khoa học dẫn đến những cái tên sai lầm, và một khi bút sai gà chết rồi thì coi như khỏi sửa, đi vào lịch sử luôn. Đó chính là trường hợp của Sacrolathus. Sacrolathus sống cách đây 165 triệu năm, là một chi giáp long được tìm thấy tại tầng Oxford Clay ở Anh. Nó được nhà tự nhiên học kiêm địa chất học người Anh là Richard Lydekker mô tả và đặt tên vào năm 1893. Tuy nhiên, do hiểu biết về khủng long thời đó chưa hoàn chỉnh, thế nên Lydekker tin rằng với hình thái răng như vậy thì Sacrolathus chính là một chi khủng long chân thú ăn thịt. Do đó, ông đặt danh pháp khoa học cho chi khủng long mới này là Sacrolathus, có nghĩa là kẻ cướp thịt. Phải đến năm 1901 thì nhà cổ sinh vật học người Hungary là Franz Nopcsa mới xác định Sacrolathus thực chất là một con khủng long ăn thực vật, thuộc nhóm khủng long không chim chứ không phải là khủng long chân thú. Sacrolathus tiếp tục trải qua nhiều phân loại khác nhau trước khi ổn định với một vị trí trong nhóm giáp long Ankylosauria. Là Ankylosauria, chắc chắn là Sacrolathus không cướp thịt của ai. Thế nhưng cái tên này không thể đổi được nữa vì nó được đặt hoàn toàn đúng quy trình. Và thế là Sacrolathus, dù cả đời chỉ liêm khiết ăn chay, vẫn bị chết cái danh là kẻ cướp thịt một cách dở khóc dở cười. Anh liêm số 3, Nigerosaurus. Rồi, tôi biết là thấy cái tên con khủng long này là nhiều bạn sẽ bật ra cái từ bắt đầu bằng chữ N kia, nhưng thực chất thì tên con khủng long này đọc hoàn toàn khác nha. Nigerosaurus là một loài sauropod thuộc về họ khủng long Rapacisauridae, liên họ lương long. Nigerosaurus có niên đại 115-105 triệu năm trước, khoảng vào giữa kỷ phấn trắng. Nó là một con khủng long ăn thực vật có ngoại hình khá đặc biệt với cái miệng to,
chứa nhiều răng dàn thành hàng ngang cả hàm trên lẫn hàm dưới. Mỗi con có thể có đến tận 500 chiếc răng. Nhà cổ sinh vật học Paul Sereno khi mô tả chi tiết này cho Saurus đã gọi đây là con khủng long bất thường nhất mà ông từng thấy, bên cạnh biệt danh con bò của đại chúng sinh. Ý muốn nói rằng Nicheosaurus là cỗ máy nghiền thực vật thật sự của thời đại khủng long. Tuy nhiên, tất cả những điều đáng nhớ về Nicheosaurus lại không được Giang Cơ Mẫn nhớ đến bằng một sự hiểu lầm có thể nói là kỳ cục. Cũng như hai quốc gia Niger và Nigeria, cái tên của Nigerosaurus trong đó có chữ Niger thường bị nhầm với một từ có mặt chữ khá giống mà trước đây chuyên dùng để miệt thị người da màu. Chính điều này đã khiến Nigerosaurus trở thành một meme khủng long khá nổi tiếng ở trên mạng theo cách mà những người đặt tên cho nó không hề mong muốn. Mê khủng long TV cũng đã từng lên một clip dài lẫn clip ngắn để cố gắng minh oan cho anh Liam Nigerosaurus nhưng có vẻ không thành công cho lắm. Anh Liam số 4, Oviraptor. Mê khủng long TV cũng đã từng lên một clip nói về nỗi oan trăm năm của Oviraptor. Hiện tại thì clip đã bị ẩn vì lý do kỹ thuật và sẽ sớm được remake, nhưng về cơ bản thì nó cũng không có nhiều tác dụng minh oan cho Oviraptor lắm, bởi hình dung con khủng long này là một kẻ ăn trộm trứng của khủng long khác đã ăn sâu vào đầu hầu hết mọi người, một phần do những bộ phim ăn khách của Hollywood cũng như các minh họa trong sách cổ sinh. Bắt nguồn của cái tên Oviraptor chính là khi được tìm thấy, người ta phát hiện hóa thạch của con khủng long này nằm bên cạnh một ổ trứng. Nhưng nghĩ gì không nghĩ, họ lại nghĩ rằng lý do nó nằm ở đó là vì nó đang cố trộm trứng của loài khủng long khác, có thể là Protoceratops. Vậy là vào năm 1924 thì nhà cổ sinh vật học lừng danh Henry Fairfield Osborn đặt cho nó danh pháp Oviraptor, có nghĩa là kẻ trộm trứng. Phải đến khi phát hiện ra các loài khủng long họ hàng của Oviraptor cũng nằm cạnh trứng như trong tư thế bảo vệ tổ trứng, cũng như những quả trứng có hình dạng một cách sắp xếp tương tự nhau, họ mới ngờ nhận ra là có lẽ Oviraptor không hề trộm trứng mà chỉ đang bảo vệ tổ của nó trước một tác nhân gây hại. Nó đã hẹo khi đang thực hiện hành động anh hùng này và trở thành hóa thạch. Tuy nhiên, cái tên này không thể thay đổi, một lần nữa lại do đúng quy trình, bất chấp những người yêu thích Oviraptor đã làm hẳn một kiến nghị trực tuyến để đổi tên con khủng long. Busa gà chết, có lẽ Oviraptor sẽ phải lưu danh sử sách với cái tên mà người ta đã dùng để hàm oan cho nó mãi mãi. Anh Liêm số 5, Spinosaurus. Sống cách đây 99-93,5 triệu năm trước, Spinosaurus có lẽ cũng chỉ muốn sống một đời an nhàn bên sông, bắt cá ăn qua ngày, tránh xa mọi đấu tranh của tự nhiên, nhất là với mấy con cá trời trên cạn lúc nào cũng lượn lờ gần đó. Chắc hẳn nó cũng không thể nào ngờ là chết được mấy chục triệu năm rồi, nó lại bị human đào lên, và vì quá nóng lòng tìm ra một đối trọng với T-Rex mà họ đã biến nó thành một con quái vật với đủ thứ hình dạng. Đã thế thì chớ, là còn chẳng bao giờ được gọi tên nó đàng hoàng. Báo chí phương Tây cứ khi nào có bài về Spinosaurus lại lôi T-Rex vào, thậm chí còn bỏ cái tên Spinosaurus ra để thay bằng mấy cái tít cồng kềnh như là con khủng long lớn hơn T-Rex chẳng hạn. Tôi với các bạn mà bị như thế thì chắc lại chửi tung trời lên. Ơi liên quan quái gì nhỉ? Hai thằng sống khác thời, thậm chí còn khác địa điểm cơ mà. Còn mấy anh Trung Quốc không biết vô tình hay cố ý mà lại đặt cho nó cái tên mà khi dịch sang Hán Việt có nghĩa là cức long. Gặp thêm mấy anh Việt thích chôn chôn VN cứ thích đọc trại thành bíp long, nghe có tức không cơ chứ. Mỗi năm thì mấy ông cổ sinh vật học và truyền thông lại đem ngoại hình của Spinosaurus ra bàn tán và chỉnh sửa một lần. Lúc thì mấy ông cho Spinosaurus bẻ cổ T-Rex xì ngoé, lúc thì lại cho rằng nó săn cá và biết bơi. Gần đây thì còn tức luôn khả năng bơi lặn, cho rằng nó chỉ biết đứng rình trên bờ ăn cắp trứng gà mấy con cá. Đâu phải cứ muốn sống liêm khiết là xong đâu, tin hạ cứ đồn bậy đồn bạ rồi tôi thành anh Liêm lúc nào không hay chứ. Bonus cho các bạn thêm một anh Liêm khác, không phải khủng long nhưng cũng liêm không kém, đó là Dimetrodon. Anh này thì quá nổi tiếng rồi, đã bảo bao nhiêu lần không phải khủng long mà suốt ngày cứ bị dân tình đồn là khủng long. Đã thế còn bị đồn là có họ hàng với anh Liêm Spinosaurus ở trên, chỉ vì giống nhau ở việc có buồm trên lưng. Kiểu nếu Dino Man mà cắt tóc khá bảnh thì cũng bị đồn là có họ hàng với khá bảnh ấy, điều hết sức. Nhưng đau cái là dợ hẹo hết cả rồi, thành đá cả rồi thì nói năng được gì được nữa. Hòn đá mà biết nói năng thì cư dân mạng hàm răng cũng chẳng còn. Vâng, trên đây là 5 anh Liêm khủng long. Bonus thêm một anh Liêm không phải khủng long trong thế giới cổ sinh mà có thể bạn chưa từng biết. Hy vọng là đã biết rồi thì các bạn đừng có nghĩ oan cho mấy anh ấy nữa để mấy anh sống một đời liêm khiết không uổng phí. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.